Trên trang cá nhân, ca sĩ Minh Thu lôi cuốn nhiều sự dồ cập của bạn bè, số đông mạng khi chia sẻ hình ảnh diện bikini hai mảnh đầy nóng bỏng. Ngoài tự tin tạo dáng trước ống kính, cô còn khoe được hình thể đầy cuốn hút dù đã bước thanh lịch độ tuổi 41. Trước đó, không ít lần Minh Thu cập nhật hình diện bikini lên trang cá nhân và chiếm được không ít lời khen ngợi về dốc dáng. Được biết, Minh Thu là người rất đam mê yoga. Những ngày không mắc công việc, cô đều dành thời gian để tập luyện. Đây cũng chính là bí quyết để nữ ca sĩ chuyên trị dòng nhạc trữ tình có được nhan sắc, hình thể hút mắt dù không còn trẻ. Minh Thu sinh năm 1978 và từng tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội năm 1999. Khi mới theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, cô được người theo dõi biết đến đoạt giải nhất cuộc thi giọng hát trẻ Hà Nội năm 2001. Từng là một giọng ca không xa lạ tại phòng trà, tụ điểm ca nhạc và các chương trình lớn được tổ chức tại thủ đô, nhưng có thời gian, Minh Thu ở ẩn để học đạo diễn phim. Năm 2005, Minh Thu tái xuất với vai trò ca sĩ của nhà hát ca múa nhạc Thăng Long. Trong các năm 2007, 2013 và 2015, cô liên tiếp giành giải cao tại các hội diễn chuyên nghiệp khu vực ASEAN cũng như toàn quốc. Vài năm quay về đây, Minh Thu tự tổ chức các chương trình riêng của mình và dẫn được một bộ phận người theo dõi ở Hà Nội dồ cập, ủng hộ.